làm giàu 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 để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu 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 để vượt lên trong đời, chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu la 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 la. Giấc mơ làm giàu. Đó, có cúng nhà cúng cửa gì xuống cho ông bà cũng phải có cái giấy chủ quyền cho ông bà giữ xử. Trời ơi, trời ơi, nát rồi, nát tan, nát nhà nát cửa, nát tan hết rồi. Chù ẻo không, cái nhà người ta dán còn chưa có xong mới ken xà beng, chưa gì cái chù tan chù nát cái nhà của người ta. Tôi không có nói cái nhà này, tôi nói cái nhà của tôi đó. Qua coi đi. Bà điên hả? Bà điên hả? Bà ngồi xuống giùm tôi một cái coi. Tôi bị gì nát? Khoái lắm, nhà tôi nát lắm. Mới gì nói tức thì bị cái gì nát? Trời ơi, tôi nôn quá. Ý là tôi nói là cái nhà của tôi kiếm nát hết nhà tôi rồi mà không thấy một cái gì hết trơn á. Mất tiêu rồi, trời ơi. Ủa, khoan, tức là kiếm cái gì đó mà kiếm nát nhà đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, làm ơn làm phước nói giùm tôi cho nó đầy đủ giùm tôi một cái. Bây giờ bà kiếm cái gì? Tôi kiếm tiền chứ kiếm gì? Ủa, tự nhiên ở trong nhà tự nhiên khi không đi kiếm tiền, tiền của mình ở đâu mình biết chứ? Nè, để tôi nói cho bà nghe. Lúc tôi đang ngồi đếm tiền đó, cái điện thoại của tôi hết pin thì tôi sạc pin ở trong buồng đó. Rồi điện thoại nó reo lên, rồi tôi mới bỏ tiền lại, rồi tôi mới chạy vô trong đó tôi nghe điện thoại. Nghe xong tôi quay ra mất hết luôn. Mất cái không gì? Không còn một đồng nào. Ủa thì bà chạy bà để đó cái bà chạy vô bà nghe điện thoại ra thì để đâu nó còn đó chứ mà. Trời ơi, nhà có ma hay sao đó bà nội ơi. Trời ơi, chạy ra một cái không còn một đồng nào luôn. Mấy trăm. Trời ơi, giàu mà giấu má ơi. Đi hát lô tô mà mấy trăm triệu ở nhà mà giấu. Trời ơi, tưởng nghèo. Ôi đất ơi, bà đó cái miệng bà son sỏn à. Bà giống như là coi như bà chui vô họng tôi bà ngồi luôn vậy đó trời. Mới vừa nói tới thì mấy trăm triệu. Ở đâu ra mấy trăm triệu, tôi nói mấy trăm triệu rồi nào. Tôi nói mấy trăm ngàn thôi. Tôi hát lô tô mà lấy tiền đâu ra mà mấy trăm triệu hả? Mất mấy trăm ngàn mà la đầu làm cuối xóm vậy luôn á hả? Cái chuyện đây là tôi mất tôi không có tức. Nhưng mà tôi tức là tại sao nó mất. Nói chuyện người chết không? Ở cái xóm của mình từ xưa tới giờ chưa bao giờ xảy ra cái chuyện mà mất cấp hết trơn trọi. Từ ngày cái gia đình đó dọn về cái xóm vàng mã của mình ở ngang, tao nói á, xảy ra liên tục luôn. Nói có sách mắt có chứng. Mình nói cái gì mà mình không có dai tận mặt mà bắt tận tai đó, mình nói bằng tội chết. Nhưng mà tôi chỉ dặn bà vậy thôi. Nó đã lấy được một lần, sẽ có lần thứ hai. Cẩn thận. Thì đó, cái gì? Nó dám lấy lần nữa hả? Hên xui. Trời ơi, nó mà dám lấy lần nữa là nó tới số với tôi rồi. Giấy chủ quyền rồi nữa. Trời ơi, mất hết trơn rồi. Mày đang ở đâu? Em đang đi công việc. Đi công việc gì? Anh làm gì hỏi em như hỏi cung vậy? Bây giờ đang là ban ngày mà. Nhưng tao vẫn muốn biết á, là mày đang ở đâu. Thì đang ngồi quán cà phê nè. Ngồi cà phê với ai? Với một chị bạn. Mệt anh quá à. Chị bạn nào? Trời, chị bạn mà anh hai cũng quan tâm chi vậy? Chị bạn chứ không phải là anh bạn đâu. Nè, nói cho biết trước nha, chiều về mà không thấy mày ở nhà là lớn chuyện với tao đó. Biết rồi, cái đồ giám mục. Nè, mày nói chuyện với tao kiểu đó hả? Mày lần nào cũng vậy, nói chuyện chưa hết câu là cúp máy, còn không thì bỏ đi ngang. Không biết khi nào mày hết lo được cho nó nữa. Hên á, là có một đứa em gái thôi, có thêm một đứa em gái nữa là sống không bao giờ thọ được đâu. Ủa rồi làm gì mà lẩm bẩm như nhai nồi dẻ trong họng vậy anh hai? Không có gì đâu anh Thắng. Em à,
mới nói chuyện với bé Dạo hả? Hai anh em nói gì mà nghe căng thẳng vậy? Em kêu bé em về sớm thôi hả? Anh hai tốt. Không có tốt lắm đâu anh ơi. Sao vậy? Mệt mỏi lắm, đau đầu lắm. Có đứa em gái đẹp vậy, sướng muốn chết. Gì đâu mà mệt mỏi đau đầu không biết nữa. Sướng đâu không thấy. Mà em thấy á, tóc em sắp bạc rồi nè. Nội này đi theo rồi gìn giữ, rồi bảo quản, rồi lo lắng. Trời ơi, em càng ngày càng tiều tụy luôn á. Bởi vậy anh hai để em chia bớt cái nỗi buồn đó cho anh hai đi. Chia sao anh Thắng? Em bảo quản cho, làm mai bé Giàu cho em đi. Em bảo đảm là đưa về tận nơi, đón tận chốn, không có sức, không có mẻ một miếng nào luôn á. Không, anh Thắng, em thấy vậy nè. Thôi bây giờ anh cứ quay về vị trí làm việc của anh đi. Em gái của em á, cứ để em bảo quản, em gìn giữ, rồi em lo lắng, em chăm sóc, em đưa đến nơi, em đem về đến chốn. Chứ mà giao cho anh, em thấy sợ hơn vậy nữa. Sao anh hai mất niềm tin vào cuộc sống dữ anh hai? Anh về đi, rồi, việc ai nấy làm anh Thắng ơi. Cô mua giùm tôi tờ vé số đi cô. Dạ con không mua đâu gì ơi. Mua giùm tôi đi mà, tôi còn có một tờ à. Mua giùm tôi đi. Nếu như mà còn một tờ sao dì không giữ lại đi. Lỡ như tờ số đó nó trúng thì dì khỏi đi bán vé số nữa. Cô nói nhiều khi đúng mà nha. Tôi giữ tờ này lại, nhiều khi chiều nay tôi đổi giờ rồi nha. Khoan gì, bán cho con đi. Đây nè cô. Tiền mình đâu rồi ta? Quên. Tiền khùng cho mình cũng chưa xài mà. 10 ngàn. Ôi, cái gì vậy? Cướp! Cướp cái gì? Trời đất ơi, tiền này là tiền của tao nha. Nha, mày dễ sợ lắm. Mày lấy tiền của tao rồi giờ mày ăn cướp mày la làng hả? Hả? Mặt mày mày xinh đẹp quá mà. Mày nghĩ sao mày đi ăn cắp người ta vậy hả? Hả? Gì vậy bà Năm? Nữ tặc nào vậy? Bà Năm làm gì vậy? Tiền này tiền của con. Tự nhiên Năm vô Năm giật xong rồi Năm nói tiền của Năm. Cái tiền này là tiền của tao. Đây nè, mày nhìn cho kỹ đi. Tiền này tao có ký hiệu lên đây rõ ràng nè, mày thấy chưa? Nè, thấy chưa? Tiền này là tiền của tao. Trời ơi Năm ơi, Năm vừa phải thôi. Nói chỉ là dấu sao khoanh tròn lại ai làm cũng được mà. Đứa con nít cũng làm được vậy. Chừng nào mà in hình Năm lên đi hoặc là ghi chữ Năm bóng đi thì mới là của Năm nè, chứ. Nè 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 nha, mày né cái chữ Năm bóng ra giùm tao nghe. Nè, bây giờ không có hình tao nhưng mà đây là ký hiệu của tao. Tiền tao lúc nào tao cũng để cái ký hiệu trong đây hết trơn trời á. Chuyện gì vậy? Chị Tư Hậu, chị coi nè, tiền của em nè, chị thấy không? Nè, ký hiệu của em nè, tờ nào em cũng để cái ký hiệu trong đây hết trơn. Đúng không? Nhìn vô là biết tiền của em. Vậy á mà con này nó ăn cắp nè. Nó lấy tiền của em đó chị. Con đã nói là con không có. Tại sao bà Tư với lại bà Năm cứ đổ cho con là ăn cắp? Trời. Đừng có tưởng lớn rồi ăn hiếp đi con. Trời trời cái gì? Đổ tội ăn cắp cho người ta cũng là một cái tội đó bà Tư với lại bà Năm ơi. Trời đất ơi, kìa kìa. Tao nói thiệt với mày á, cái thứ mày ăn cắp cái kiểu này đi ra đường chúng nó quánh mày bầm mặt bầm mũi cho mày biết vậy đó. Năm đi chị. Nó mua lại miệng đó nè. Năm với lại Tư quá đáng lắm. Vé số đây, vé số đây. Ủa? Này nó vé cuối cùng mình mua được tiền. Vé số đây, vé số đây. Sao mà cái xóm này từ con nít người lớn ai quan hiếp mình hết vậy? Dạ alo. Dạ. Dạ lãi suất của mình hàng tháng là 12% đó anh. Nhưng mà cái lãi suất này là nó chảy về hàng ngày luôn. Như vậy là mỗi ngày sẽ 0,4%. Dạ. Anh cứ yên tâm đi, anh quăng cho em một cục. Rồi thế nào tiền lãi nó cũng sẽ tự động chạy vào tài khoản của mình. Cho nên là anh không cần phải làm gì hết. Dạ. Vậy ngày mai gặp nhau đi ha. Lúc đó hả, em sẽ bàn cho anh thiệt là kỹ. Và em sẽ nói với anh những cái bí quyết làm sao mà tiền nó chạy về trong tài khoản của mình nhanh nhất và hiệu quả nhất nha anh. Dạ. Dạ anh đẹp trai. Dạ. Dạ dạ dạ. Em chào anh. Gì trời? Vào em gái tôi hả trời? Sao? Làm gì mà hai bất ngờ dữ vậy? Thấy lạ lạ, sao vẻ nghiêm túc quá. Mày đang làm cái gì vậy? Làm thinh. Ê, anh nói chuyện đàng hoàng lịch sự với mày nha. Trả lời anh đàng hoàng được không? Anh đang hỏi là đang làm cái gì? Em đang làm việc. Ôi, làm việc nữa hả? Mà làm việc gì? Làm việc gì hay hỏi làm chi?
thì không biết phải hỏi chứ. Rồi là sao nữa, rồi cái máy móc này đâu có nữa. Hồi xưa giờ thấy mày có làm gì đâu, nay đặt làm việc. Rồi ngồi trên máy rồi anh thấy thông số gì trên màn hình nó quá trời, nó là gì vậy? Anh coi thường em gái của anh mà, hỏi chi kỹ dữ vậy? Nè, làm cái gì làm, đừng có làm họa nha. Làm họa là làm cái gì? Là đừng có gây họa đó, có nhiêu đó cũng không hiểu nữa. Gì vậy? Kìa hai. Gì? Cái miếng của hai vừa mới rớt á. Nhạt nhẽo à, mất cả hứng. Ê, nói chuyện với anh hai mà nói chuyện đàng hoàng được không? Phải có hứng mới nói chuyện được hả? Tao đi với con này thiệt á chứ. Anh hai. Gì? Em biết cái con nó làm nghề gì á? Ê, sang mà nói chuyện kỳ vậy chị mày nha. Em bị liệu, chỉ làm cái gì nhà đầu tư. Đầu tư? Ghê không? Trời ơi, rồi nó biết gì đâu mà đầu tư. Chỉ làm cái gì mà tiền ảo trên mạng á. Đụng cái tiền ảo nữa hả? Đúng rồi. Em thấy gì cả ngày chị chỉ ngồi nói chuyện với khách hàng vậy thôi, em nghe thuộc lòng cũng hức luôn á. Rồi nó biết gì về tiền ảo, nó biết gì về đầu tư mà bây giờ nó phải đặt làm đầu tư này nữa. Chị không có tiền đầu tư. Mà nghe đâu là mỗi lần mà mời được một người tham gia thì được hoa hồng á, hình như cao lắm, 12% lận hay sao á. Con giàu nó đào tạo mày đầu tư luôn hay sao mà mày nói chuyện rành mạch quá vậy sao? Hiện tại vì em ở nhà tối ngày nghe chị nói hoài em thuộc luôn mà. Là bây giờ ở nhà làm công việc này không đúng không? Đúng rồi. Cái con này nó làm tao điên thiệt á chứ. Giàu. Gì vậy? Ra đây nói nghe. Gì vậy? Nói hoài bộ không mệt sao vậy hai? Hay là hỏi cung nữa hả? Ngồi xuống. Đang bận gần chết. Nói rõ cho anh biết mày đang làm cái gì. Làm cái gì? Đầu tư ba cái tiền ảo gì đúng không? Tưởng gì? Em đầu tư tài chính thôi. Tiền ảo thì nói tiền ảo đi, tài chính. Mà mày biết gì về tài chính, biết gì về đầu tư mà mày đặt đầu tư tiền ảo. Coi thường em vừa thôi, không biết, không hiểu thì học. Trời, ba cái đồ yêu đó dễ ồn. Nghe chị mày nói không sang, chị mày đòi học kìa. Học hành thì anh thấy đó giờ có ra đâu. Phải đặt không biết thì học. Ê, đừng coi thường em nghe. Trước giờ em không học là tại vì em cảm thấy mấy cái đó không xứng đáng để học, cho nên em không học thôi. Chứ em hơi bị thông minh đó. Thông minh quá. Chứ làm sao, lần này em nghiêm túc đó, em sẽ trở thành doanh nhân thành đạt. Cho nên là hai đừng có xí vô chuyện của em nữa. Không phải là xía, anh đang quan tâm và lo lắng. Sợ là mày không biết gì về tiền ảo rồi. Đang bận. Ê, nè. Nói chuyện với anh phải nói chuyện cho hết câu chuyện, nói chuyện cho đàng hoàng, cứ nói chuyện bỏ ngang vậy hoài hả? Hả Dạo? Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Đời lên voi xuống cho, nghèo thì đâu ai dám ngờ. Chỉ mong một giấc mơ làm giàu. Giấc mơ làm giàu để vượt lên trong đời. Chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu để vượt lên trong đời. Chẳng ai nghèo khó cả đời và những chế cười. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm la 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 la. Giấc mơ làm la 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 la. Giấc mơ làm la 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 la. Giấc mơ làm la 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 la. Giấc mơ làm giàu.